tin, Phú Bà vén tay áo lên để lộ cánh tay giả. Phải nói thật là Maximo rất có tài ăn nói, lập tức chuyển chủ đề sang đi tàu hỏa. Nghe vậy, Phú Bà lại vén tay áo bên phải lên. Phú Bà đã gặp tai nạn trên tàu hỏa, người phụ nữ định bỏ đi vì thấy không hợp, thì Maximo lại nhắc đến gà rán. Với một người bị mất tay mà nói, nhắc đến việc ăn gà rán, như động vào nỗi tự ái của họ, Phú Bà nổi điên lên. Xem ra lần này lại thất bại rồi. Maximo gọi cho Rick vì cảm thấy khó hiểu. Ai ngờ chuông điện thoại vang lên gần đó, hai người họ bắt đầu xỉ vả nhau. Do Rick cũng đang nhắm vào Phú Bà, nói một hồi Rick chạy mất, chạy đến chỗ Phú Bà đang đứng. Maximo cũng chạy đến nơi, thế là mỗi người một bên. Nghe tiếng phượt một phát, mỗi người cầm một tay. Phú Bà tức đến nỗi không phải nói gì nữa, vì chuyện này mà hai người còn đánh lộn với nhau. Hugo đã chứng kiến tất cả quá trình, cậu bé tức giận mắng bác là đồ lừa đảo. Maximo muốn giải thích, nhưng lần này Hugo cực kỳ tức giận. Tối hôm đó, Maximo về nhà em gái, nhưng Sarah lại vứt vali của anh ấy ra ngoài. Ngày hôm sau, Maximo lại nhờ Rick giúp đỡ, một người đóng giả làm cảnh sát, một người đóng giả làm nhân viên sửa chữa. Họ đến công ty quảng cáo, bảo nơi đây bị rò rỉ khí ga, bắt họ ra ngoài để kỹ thuật viên vào trong kiểm tra. Thực ra Maximo chỉ muốn lấy lại máy ảnh của Hugo, nhưng chẳng bao lâu, Rick đã để lộ thân phận của mình, đang định thông báo cho Maximo, thì bị hai người kia kéo phát lột hết quần áo. Maximo ngồi trên xe mô tô đồ chơi lao ra. Người đàn ông ngồi xe lăn này lại gặp xui xẻo. Cùng lúc đó, Rick bị đấm cho ngất đi. Maximo chạy đến dưới tầng nhà em gái, định trả máy ảnh cho Hugo, để cậu bé tham gia cuộc thi. Nhưng Sarah lại bảo anh ấy, đã quá muộn rồi. Maximo thất vọng vô cùng. Trên đường, Maximo nhìn thấy trong thùng rác là thư mà Hugo viết gửi cho bố. Anh ấy hiểu ra suy nghĩ thật của cháu trai mình. Thế là Maximo viết một bức thư. Ngày hôm sau, Hugo bắt gặp Aden ở trường. Cô bé không nổi giận mà còn làm bạn với cậu. Thì ra là vì cô bé nhận được một bức thư của Maximo. Về sau, Hugo hoàn thành ước mơ của mình. Sarah tìm được một người chồng tốt. Phú Bà đem lòng yêu ông bảo vệ. Rick lại đang tìm công việc mới. Cậu nhân viên tiếp thị xe phát hiện bà lão chết rồi. Sếp của Sarah bảo cô rằng một người giàu cách xù đã mua lại thiết kế của cô. Khi Sarah lái xe đến nơi hẹn gặp, cô nhìn thấy máy bay trực thăng. Một bà lão bước xuống trực thăng. Cơ mà bà ấy là bạn gái mới của anh trai Sarah. Thật không thể tin là Maximo đã biến thành giáo sư. Nếu có cơ hội như thế này, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Nói chung là tôi chưa gặp bao giờ. Lại đến giờ phải tạm biệt mọi người rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở phần sau.